Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn cho phép phong cảm ơn thẩm mỹ viện cang nam cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của tnp channel quý vị nào có nhu cầu về thẩm mỹ đặc biệt là những quý vị nào đã bị sửa hư sửa xấu ở việt nam mà quý vị muốn chỉnh sửa lại cái việc mà thẩm mỹ của mình thì quý vị có thể liên lạc với thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714 227 5789 714 227 5789 hoặc vào email của thẩm mỹ viện Cang Nam là thẩm mỹ viện Cang Nam Cali at gmail.com thẩm mỹ viện can at gmail com số điện thoại cũng như là email nằm ngay trên màn hình của quý vị và một lần nữa cảm ơn thẩm mỹ viện can nam cali và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta đầu tiên hết là phần tin quốc tế được cập nhật bản tin mới nhất từ giải Gaza và Jerusalem cho biết thì liên hiệp quốc Hoa Kỳ và Canada đang thúc đẩy đẩy một việc mà gọi là ngưng lại cuộc giao tranh giữa uh, do Thái và Hamas tại giải Gaza uh, để có những cái hỗ trợ nhân đạo và có thể đưa những cái cứu trợ nhân đạo cho những cư dân thường của Palestine vào tối ngày thứ ba và ít nhất là có 8 chiếc xe đốt với lại nước thực phẩm và các uh, thuốc men đã được đưa ra từ phía Ai Cập và gần 3 tuần lễ sau khi mà lực lượng dân quân hồi hồi giáo khủng bố Hamas đã gây sốc khi mà tấn công vào phía nam của do Thái khiến cho 1.400 người bị thiệt mạng thì các lãnh đạo trên thế giới đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn cuộc chiến này mở rộng ra Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Joe Biden cùng với lại Thái tử của Saudi Arabia là ông Mohammed bin Salman đã nói chuyện qua điện thoại vào ngày thứ ba đồng ý là phải có một cái tiến trình ngoại giao để quản trị sự ổn định ở toàn khu vực và đối phó với cuộc à, gọi là tranh chấp này có thể bị mở rộng ra theo tường trình của Tàu bạch ốc cho biết và các cuộc đụng độ gần như là diễn ra giữa do thái và nhóm dân à, quân palestine ở tại khu vực ở vùng tây ngạn và trong đó thì phía do thái cũng như là đã có cuộc đánh bom vào khu vực ở phía nam lebanon nơi mà nhóm hezbollah do phía của iran hỗ trợ đã bắn hòa tiễn và à, rocket vào đã biên giới của do thái cùng một lượt thì cuộc à, Chứ cuộc tranh này, cuộc chiến tranh này cũng có thể sẽ là một thách thức cho vấn đề an ninh trên toàn cầu về nguồn cung cấp năng lượng và Hoa Kỳ đã lên tiếng và khuyến cáo là phía do Thái nên tạm dừng lại các cuộc tấn công dưới mặt đất và Washington đang tìm cách trả tự do cho khoảng 200 người con tin đang bị giống Hamas bắt giữ làm con tin ở tại giải Gaza. Cùng một lượt thì trong ngày hôm nay, <laughs> tại Liên Hiệp Quốc, cả Hoa Kỳ và Nga đã thúc đẩy những cái bản cơ được xem là đối lập với nhau trong vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine. Palestine và trong đó thì Washington đã kêu gọi là ngưng lại và Nga lại muốn rằng có một cái cuộc ngưng bắn mang tính chất nhân đạo và việc tạm ngưng cái cuộc tấn công này là tùy theo tình trạng của đôi bên và hầu như cả thế giới đang chờ đợi Hội đồng Bảo an Liên quốc kêu gọi một cái cuộc ngưng bắn một cách vô điều kiện đó là lời phát biểu của đại sứ Nga là Vasily Nepenzia đã nói với Hội đồng Bảo an và điều này không phải là bản dự thảo của hoa kỳ mà trước đó chúng tôi không nhìn thấy cái điểm nào và chúng ta không thể ủng hộ cho cái điểm này trong khi đó thì các quốc gia ả rập hầu như đã kêu gọi là phải có một cuộc ngưng bắn nhân đạo tổng thư ký liên hiệp quốc là ông antonio Guterres tuần trước cũng đã kêu gọi là phải có một cuộc ngưng bắn nhân đạo ở giải gaza trong lúc mà chúng ta vẫn phản đối chúng ta vẫn phản đối một cái cuộc ngưng bắn chúng ta nghĩ rằng là việc ngưng lại cho vấn đề nhân đạo để mà chuyển ra cứu trợ tới cho người dân trong lúc mà vẫn cho phép do thái thực hiện các chiến dịch quân sự để tự vệ là điều mà chúng tôi cần phải hiểu rõ đó là lời phát biểu của giới chức của hoa kỳ đã đưa ra và hiện nay thì bên phía cạnh đó thì các bác sĩ giải gaza cho biết là các bệnh nhân của họ tại bệnh viện đang có dấu hiệu là sẽ có những cái uh, truyền nhiễm và dịch bệnh sau khi mà có số lượng người quá đông đảo và quá tải ở khu vực này trong tình trạng mà thiếu hụt tất cả các thứ với uh, sau khi có trên 1.4 triệu người đã rời khỏi quê nhà của họ và tạm trú trong các cái lều uh, trú uh, trú bom và trong đó thì tất cả các bệnh viện cho biết là họ đã không còn nhiên liệu để có điện uh, trong việc mà uh, để mà chạc tất cả những cái uh, bình điện uh, của họ và đồng thời cũng sẽ gia tăng việc mà không thể điều trị cho tất cả những người bị thương và những người bị bệnh và trên 40 trung tâm y tế tại đây đã phải ngưng lại các cái dịch vụ của họ theo tường trình của giới chức y tế cho biết như trên và cơ quan cứu trợ của Liên hiệp quốc đã à, và đặt cách về vấn đề của người tị nạn Palestine đã lên tiếng cảnh cáo trong trên trên pha trang platform X là sẽ ngưng lại tất cả các cái uh, hoạt động cò tại giải Gaza vào ngày thứ tư bởi vì không có đủ nhiên liệu đây được xem là một trong những cái uh, mới nhất liên quan tới giải Gaza tuy nhiên thì quân đội do Thái trong ngày thứ ba cho biết là họ sẽ cấm tất cả những cái nguồn nhiên liệu để đối phó với việc mà Hamas đang tìm cách chiếm giữ những nguồn nhiên liệu này cùng một lượt thì uh, giới trung gian là Qatar đã lên tiếng thúc giục Hamas là ngay lập tức phải trả tự do cho các công con tin bao gồm phụ nữ và trẻ em đang bị bắt giữ tại giải Gaza. Và trong đó thì họ sẽ thúc đẩy việc này. Và quốc gia vùng bệnh này là phối trí viên của Hoa Kỳ dẫn đầu trong các cuộc đàm phán với Hamas và Do Thái trong việc trả tự do cho con tin đã bị bắt giữ từ hôm 7 tây tháng 10 vừa qua. Và Hamas đã trả tự do cho tổng cộng là bốn con tin, một người mẹ và một cô con gái công dân Hoa Kỳ và gốc Do Thái cũng như là có hai công dân Do Thái đã bị đã được trả tự do vào ngày thứ hai. Đó là bản tin mới nhất liên quan cập nhật đến tình hình của Do Thái. Cùng một lực trong ngày hôm nay, thì ông Blinken lên tiếng và cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ giành quyền tự do, tự vệ, dứt khoát và thẳng thắn chống lại tất cả những cuộc tấn công từ Iran hay các vệ tinh của họ Bản tin mới nhất cho biết, thì ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken lên tiếng cảnh cáo là trong lúc Hoa Kỳ không muốn tìm kiếm một cuộc gọi là đối đầu nào với Iran. Trong đó thì Hoa Kỳ vẫn giành quyền tự vệ một cách dứt khoát và thẳng thắn nhắm vào tất cả các cái vệ tinh của Iran, bao gồm luôn cả quốc gia này và kêu gọi các thành viên của Liên Quốc là thúc giục Iran không nên trở thành kẻ trực tiếp can dự vào trong cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Thông điệp này đã được đưa ra một cách rõ ràng với giới chức của Iran thông qua những cái channel, đó là lời phát biểu của ông Blinken đã phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Quốc trong phiên họp vào ngày thứ Ba các giới chức hàng đầu về ngoại giao của Hoa Kỳ chỉ ra cho thấy là cái sứ mạng của họ là tìm cách ngăn ngừa cuộc chiến này lan trọng lan rộng ra giữa lúc mà những nhóm dân quân và những vệ tinh mà Iran hậu thuẫn đang tìm cách tấn công các cái vị trí Hoa Kỳ tại Trung Đông. Hoa Kỳ và liên minh à, của họ đang có mặt ở tại Iraq và Syria đã bị tấn công tổng cộng 13 lần kể từ hôm 17 tháng 10 theo tường trình của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết và nhiều viên chức quốc phòng cho biết là tình báo Hoa Kỳ nói rằng là đã có những cái nhóm dân quân đã gia tăng các cuộc tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ tại Trung Đông và phía Iran đang tìm cách hỗ trợ cho những nhóm dân quân này giữa lúc mà Hoa Kỳ đang hỗ trợ cho Do Thái. Đây được xem là một trong những biến chuyển mới nhất và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã một lần nữa cảnh cáo trên Hội đồng Bảo an Liên Quốc là sẵn sàng giành quyền tự vệ nếu Iran và các nhóm vệ tinh của họ muốn tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay đại sứ của do thái tại liên quốc đã đòi hỏi ông tổng thư ký phải từ chức về một lời phát biểu mà ông gọi là gây sửng sốt đại sứ của Do Thái tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng và chỉ trích mạnh mẽ lời phát biểu của ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Antonio Guterres và đòi hỏi ông này phải từ chức sau khi mà ông này đưa ra những lời phát biểu mà đại sứ Do Thái mô tả là shocking, tức là gây sửng sốt về cái cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 vừa qua nhắm vào Do Thái. Và ông ta lên tiếng và nói rằng người dân Palestine đã bị tổn thương 56 năm dưới sự chiếm đóng lời phát biểu của tổng thư ký Liên quốc ở tại hội đồng bảo an Liên quốc trong cuộc họp với những đạn rocket đã bắn vào lãnh thổ do thái và trong đó chúng ta đã thấy rõ ông tổng thư ký này đã thiếu hiểu biết về tình trạng ở khu vực và không nhận ra thực tế của vấn đề ông ta đã nhìn tất cả các cái hành động thảm sát của nhóm nezi uh, hamas mà họ mà ông ta cho rằng là hành động có thể được châm trước cho tất cả những cái hành động khác ông uh, aiden đã uh, phát biểu ở trên trang platform x aiden là gilad aiden là ông uh, đại sứ của do thái và trong lời phát biểu này rõ ràng phía tấn công của Hamas không phải đó là một cái hậu quả mà ông ta đã nói là do từ không có lửa làm sao có khói. Đây là điều phát biểu không thể chấp nhận được. Lời phát biểu của ông ta đưa ra sau khi mà ông tổng thư ký của Liên quốc cho rằng ông ta đã lên án gây gắt hành động chưa từng có và kinh hoàng của Hamas ở tại do Thái. Tuy nhiên, ông ta nói rằng đó cũng là một trong những cái hình ảnh mà gọi là không có lửa làm sao có khói bởi vì người dân Palestine đã phải chịu tổn thương 56 năm dưới sự chiếm đóng của Do Thái và điều này là đã dẫn đến tình trạng trạng bạo động và những cái khu tái định cư của do Thái đã dẫn tới tình trạng này. Đây là lời phát biểu của ông Tổng thư ký đã đưa ra. Ngay sau đó thì phía của đại sứ do Thái là ông Eli Cohen lên tiếng và nói rằng trong những gì chúng tôi gặp ngày hôm nay, chúng ta đang gặp ngày hôm nay, những đứa trẻ thơ, những đứa trẻ ở tại giải Gaza, đã bị chết và đây là một cuộc sống rất kinh hoàng và họ là nạn nhân của ác quỷ và thưa ông tổng thư ký chúng ta đang sống trong thế giới nào chắc chắn chúng ta đây không phải là thế giới của chúng ta đây là lời chỉ trích mạnh mẽ của đại sứ do thái và kể cả ngoại trưởng của do thái nhắm vào ông tổng thư ký liên quốc và sau đó thì vị đại sứ của do thái đã lên tiếng và kêu gọi ông tổng thư ký phải từ chức bởi vì ông ta thiếu hiểu biết về tình trạng diễn ra ở tại giải gaza vùng tây ngạn cũng như là ở lãnh thổ của do thái và ông ta nói rằng ông cần phải từ chức bởi vì ông đã không đầy đủ hiểu biết về vấn đề này. Đây được xem là lần đầu tiên đại sứ của Do Thái yêu cầu tổng thư ký của Liên Hợp Quốc phải từ chức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhà tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng cảnh cáo có khả năng sẽ xảy ra một đệ tam thế chiến nhà tỷ phú elon Musk lên tiếng cảnh cáo là khả năng để tam tế chiến có thể xảy ra và điều này có thể sẽ là một cái cuộc bắt nguồn từ cuộc đấu tranh và cuộc tranh chấp giữa do thái và hamas tại giải gaza cũng như cuộc chiến của nga tiếp tục tại ukraine chúng ta cần phải tìm kiếm hòa bình cho ukraine và tôi nghĩ rằng chúng ta phải tái lập lại mối bình thường hóa quan hệ với lại nga ông Musk đã bắt biểu vào ngày thứ hai trong cuộc nói chuyện trên trang platform x để tam thế chiến là một cái hành động gây nguy hiểm cho dân sự và chúng ta không à, không thể phục hồi và chúng ta cần phải ưu tiên cho việc xóa bỏ đi một đệ tam thế chiến và điều này cần phải xảy ra và nhìn, nếu như mà nó xảy ra để nhị nhất, để nhất thế chiến tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái cuộc à, à, xung đột trên toàn cầu đây được xem là cuộc thảo luận của ông với lại à, một trong những nhà tà, à, tài phiệt ở tại silicon valley là david Shack trong đó chỉ ra cho thấy là Ứng, ứng cử viên à, của đảng cộng hòa là ông Vivek Ramaswamy, người mà ông Musk có thể nói rằng là ông có thể hậu thuẫn cho ông này và trước đó thì à, một bản kế hoạch để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine trong đó thì à, là có khả năng là nga sẽ xác nhập một khu vực lớn lãnh thổ của. À, phía cả Ukraine và Tesla cũng như là tổng giám đốc của công ty uh, SpaceX đã kêu gọi một cuộc ngưng bắn ở tại Ukraine vào ngày thứ hai và trong quá khứ thì các viên chức của Ukraine đã từng bác bỏ tất cả những cái lời tuyên đoán của ông Elon Musk về việc mà gọi là ngưng lại tất cả các cuộc chiến này đó là một trong những cái điều phát biểu của ông Elon Musk đưa ra và trong lúc mà ông phát biểu điều này có thể sẽ gây lên phản ứng của người dân tại Ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cái nghị quyết để mà khiển trách đối với bà dân biểu Rashida Tlaib trong cái việc bà ta đã có cái hành động bài do Thái và có một cái cuộc nổi loạn ngay tại tòa nhà của Quốc hội. Nữ dân biểu mà Jory Tyler Green đã đưa ra một cái nghị quyết để mà khiển trách đối với bà dân biểu Rashida Tlaib của đảng Dân Chủ tại Michigan cáo buộc bà này đã cố tình có những cái hoạt động bài do thái đồng thời là đã có những cái hành động ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố khi bà ta dẫn đầu một đám người xông vào nổi loạn trong tòa nhà của quốc hội vào tuần trước bà Green loan báo về cái nghị quyết kiểm, uh, kiểm trách cách này vào sáng ngày thứ ba trong đó thì dân uh, biểu John Carter của đảng cộng hòa tại Texas Mike Collins của đảng cộng hòa tại Georgia và Mary Miller của đảng cộng hòa tại Illinois cùng với Randy Weber của đảng cộng hòa tại Texas đồng bảo trợ cho nghị quyết này và nghị quyết này là trong đó buộc à, à, cáo buộc bà Tlaib là một người gốc Palestine đã có những cái hành động trong quá khứ và những lời quả trong quá khứ của bà ta trong cái việc mà bà ta đã dẫn đầu một nhóm người biểu tình xông vào tòa nhà của quốc hội vào ngày 18 tây tháng 10 và trong đó thì nghị quyết này vốn đã được đưa ra à, trước đây dựa trên một cái nghị quyết trước đó đã từng có năm 2020 và bà Tlaib đã viết rằng là từ ở dòng sông tôi tới bờ biển người palestine sẽ được giải phóng và bản nghị quyết kiểm duyệt này cho rằng đây là cái hành động mà bà ta đã thúc đẩy một cái chủ nghĩa bài do thái và xóa sổ do thái trong đó là đây là cái câu nói và cái câu slogan của nhóm hamas chứ không phải là do chính quyền của palestine và hiện nay cả hoa kỳ lẫn phía do thái vẫn xem nhóm hamas là một tổ chức khủng bố trong khi đó thì thời gian gần đây phía của lực lượng của, của phía Do Thái đã liên tục tấn công vào giải Gaza để diệt trừ nhóm Hamas này. Và nghị quyết trên đã lên tiếng cho biết là bà ta sẽ phải trả lời tất cả những cái câu hỏi và phải trả lời tất cả những cái hành động của bà ta trong việc mà bà ta ủng hộ cho cuộc khủng bố của Hamas. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiểu bang Texas đã khởi kiện ông Joe Biden và tòa bạch ốc để ngăn lại việc mà chính quyền liên bang đang cắt bỏ những hàng rào kẽm gai mà ông lắp đặt ở trên cái khu vực biên giới Hoa Kỳ. Tiểu bang Texas đã khởi kiện chính quyền của Joe Biden vào ngày thứ ba tìm kiếm việc ngăn chặn tất cả những giới chức của chính quyền liên bang đang cắt bỏ những hàng rào kẽm gai đã được lắp đặt bởi tiểu bang Texas để ngăn chặn tất cả những di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới để xâm nhập vào lãnh thổ của Hoa Kỳ qua dòng sông Rio Grande. Trong đơn kiện này được đệ trình trên tòa ở tại Del Rio, Texas, thì Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang là Ken Paxton lên tiếng và cáo buộc chính quyền của Joe Biden đã phá hủy cái an ninh biên giới và nỗ lực bảo vệ an ninh biên giới. Tiểu bang Texas có chủ quyền và thực hiện tất cả những cái hàng rào biên giới để đối phó với tình trạng di dân bất hợp pháp. Ông Ken Paxton, à, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Texas đã đưa ra trong một cái thông cáo báo chí và chính quyền tiểu bang này đã cho gần như là kéo dài ít nhất là hàng mà hàng dặm về tất cả những cái hàng rào kẽm gai à, trước khi mà chấm dứt cái thai thổ 42 họ đã trải dài tất cả những cái hàng rào kẽm gai này dọc theo biên giới của Texas và của à, Mexico trong đó đặc biệt là ở khu vực Eagle Pass sát và các nhà hoạt động cho môi trường những kẻ hoạt động cho môi trường và những nhà hoạt động cho di dân đã lên tiếng lo ngại về tình trạng à, gọi là ảnh hưởng của những cái già hàng rào kẽm gai mà đồng thời gia tăng cái việc nỗ lực của họ tìm cách tháo bỏ vấn đề này và chính quyền của Joe Biden đã đáp ứng lời của những kẻ hoạt động cho môi trường và những kẻ hoạt động cho di dân tìm cách cắt bỏ tất cả những hàng rào kẽm gai này đây được xem là một trong những cuộc đụng độ mới nhất của tiểu bang Texas với chính quyền của Joe Biden liên quan tới vấn đề an ninh biên giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay tới phiên bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Florida là bà Moody lên tiếng và nói rằng khủng bố ở tại khu vực biên giới là đáng kinh ngạc. Thật đáng kinh ngạc khi chính quyền liên bang vẫn chưa đưa ra một lời cảnh báo về tình trạng khủng bố có thể băng ngang qua biên giới phía Nam sau khi chính quyền của ông Joe Biden đã cho hàng loạt những di dân bất hợp pháp bước vào quốc gia này. Đó là lời cáo buộc của Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida là bà Ashley Moody đã lên tiếng cho biết vào ngày thứ Ba. Bởi vì cái uh, cái mục tiêu của ông ta, hành động của ông ta và nó đã là một cái lời cảnh cáo về tình trạng khủng bố đã lọt vào đất nước Hoa Kỳ và điều này có thể sẽ làm sửng sốt cho mọi người nếu chúng ta không có chú ý tới vấn đề này. Trong th thứ sáu tuần trước thì tờ th Daily Caller báo cáo từ San Diego cho biết là cái văn phòng về tình báo của cơ quan đặc trách về quan thuế và bảo vệ biên giới đã gửi ra một bản ghi nhớ cảnh báo là các thành viên của Hamas, các thành viên của nhóm tổ chức hồi giáo Islamic Jihad của Palestine gọi tắt là BIJ cùng với tổ chức của hồi giáo Hezbollah có thể đã xâm nhập vào lãnh thổ của Hoa Kỳ thông qua việc băng ngang qua biên giới và bản báo cáo này dựa trên một cái bản ghi nhớ nội địa ghi à, ghi nhận vào ngày 20 tây tháng 10 bởi vì cuộc chiến của Hamas và do Thái và trong đó đã gia tăng rất nhiều những cái việc mà giám sát về tình trạng khủng bố từ ở khu vực Trung Đông ông Biden kể từ khi ông ta bước vào cái ghế tổng thống đã phá vỡ tất cả những kỷ lục mỗi một năm mà di dân bất hợp pháp tràn vào biên giới bà muốn đi cho biết gì trên và khi mà ông ta ngồi trên cái ghế ở tổng thống ông ta đã bắt đầu xóa bỏ tất cả những cái hạ tầng cơ sở về an ninh ở biên giới ông ta đã xây dựng những cái chương trình mới và giúp cho những người dân bia di dân bất hợp pháp có thể xâm nhập một cách dễ dàng hơn hàng trăm ngàn người và cả hàng triệu người đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta đây được xem là một trong những lời cáo buộc mạnh mẽ của Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida. Trong đó bà nói rằng chủ nghĩa khủng bố đã xâm nhập một cách đáng kinh ngạc vào lãnh thổ của Hoa Kỳ và chúng ta chỉ chờ đợi là một vụ khủng bố nào đó xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong thời gian ngắn sắp tới. Ông ta đã phá hủy toàn bộ biên giới của chúng ta. Bà đã lên tiếng phát biểu như trên. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mạnh mẽ của Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida. Cùng một lượt thì ca tại Hạ viện ngày hôm nay thì ông tom emmer lại rút lui ra khỏi cái cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch hạ viện sau khi mà ông không hội tụ đủ số phiếu số phiếu dân biểu tom emmer đã rời bỏ cái cuộc gọi là chạy đua vào ghế chủ tịch của hạ viện vào ngày thứ ba chỉ vài giờ sau khi mà một số những thành viên trong đảng cộng hòa đề cử ông và tiếp tục đang có cuộc tranh đấu trong đảng giữa lúc mà quốc hội trong ba tuần lễ qua đã không có một chủ tịch hạ viện ông Emmer, người được xem là nhân vật số 3 của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, đã là vượt qua 5 vòng bỏ phiếu và đứng đầu đại diện cho um, một số những cái khuynh hướng trong Đảng Cộng Hòa ra tranh cử chức chủ tịch Hạ Viện. Tuy nhiên, ông cũng không hội tụ đủ và thuyết phục đủ 20 phiếu còn lại để có thể đủ tốt số phiếu là 217 phiếu mà ông ta cần để thắng được cái uh, cây búa của Hạ Viện. Và hiện nay thì ông ta đã tuyên bố là rút lui ra khỏi cuộc đua này. Và hiện nay đảng cộng hòa đang tìm kiếm người thứ tư trong cái vai trò chủ tịch hạ viện người đầu tiên là ông steve kalis người thứ hai là ông jim jordan người thứ ba là ông tom emmer và bây giờ họ đang tìm kiếm người thứ tư chúng tôi hy vọng là sẽ có một cái sự lựa chọn khác đó là lời phát biểu của dân biểu jim span một trong những thành viên đã lên tiếng và nói rằng ông phản đối ông emmer đưa ra sàn hạ viện để mà à, bỏ phiếu vào cái vai trò của Chủ tịch Hạ viện. Ông nói rằng ông Tom Emmer không phải là một người bảo thủ. Các thành viên khác đã lên tiếng và tụ tập gần như. Đây được xem là một cái cuộc gọi là khủng hoảng của đảng Cộng Hòa. Ông Emmer 62 tuổi, ông ta có nhiều phiếu của những người ôn hòa hơn so với những người khác. Tuy nhiên, thì trong đảng của ông ta, ông ta gần như là đã bị với gọi là cứng rắn đóng đình sau khi mà ông ta đã bỏ phiếu cho ông bên Biden à, quyết định là ông bên Biden thắng cử năm 2020 và dẫn tới cái, trong cái ngày 6 tháng 1 năm 2021 và trong đó ông Trump đã từng kêu gọi đây là một cái thả, sai lầm đầy thảm kịch và trong đó ông đã từ chối không endorse bất cứ ai đây được xem là một trong những cái khủng hoảng mới nhất mà đảng cộng hòa phải đối diện và hiện nay họ đang tìm kiếm một nhân vật thứ tư để ra tranh chức chủ tịch của hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một luật trong ngày hôm nay, một cái dự luật của lưỡng đảng để cải thiện việc phối hợp ở vấn đề biên giới đã được đưa ra. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của Đảng Cộng hòa tại Tennessee và Catherine Cortez Masto của Đảng Dân Chủ tại Nevada đã giới thiệu một cái dự luật lưỡng đảng trong đó giúp cải thiện về việc mà liên lạc và phối hợp với lực lượng công lực ở tại biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Trong một thông cáo báo chí, thì bà Blackburn và bà Conte Masto đã lên tiếng chỉ ra cho thấy các cuộc tấn công của do thả, vào do thái của Hamas đã nhấn mạnh việc mà cần phải có tầm quan trọng ở khu vực an ninh biên giới và họ nói rằng sẽ giúp gia tăng cái vấn đề an ninh biên giới giữa hoa kỳ và mexico gia tăng việc mà thực hiện các cái chiến lịch dịch gọi là hỗ trợ để lắp đi những cái khoảng trống ở những khu vực này nơi mà được xem là đang có những di dân bất hợp pháp băng ngang qua đây việc mà hamas đã tấn công một cách gọi là kinh hoàng vào do thái đã dẫn tới hàng loạt những uh, công dân vô tội của Do Thái đã bị thiệt mạng và điều này có thể dẫn tới nguy hiểm và là điều quan trọng cho vấn đề an ninh biên giới. Bà Blackburn đã đưa ra bản statement và đây là điều chưa từng có khi di dân bất hợp pháp tràn vào biên giới phía Nam và lực lượng tuần tra biên giới của chúng ta đã bị quá tải. Và trong khi đó thì cô Tess viết rằng từ ở cái giới chức cảnh sát địa phương cho tới lực lượng tuần tra biên giới và các viên chức của chính quyền liên bang cũng như các uh, viên chức là dọc theo biên giới phía Nam cần phải làm việc mỗi một ngày để giữ cho cộng đồng được an toàn hơn. Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta làm việc chung với họ. Đây được xem là cái uh, dự luật lưỡng đảng lần đầu tiên được đề trình trên sàn Thượng viện để có thể uh, thúc đẩy một cái việc phối hợp và phối trí với lại các lực lượng ở biên giới nhằm bảo đảm an ninh tại biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hầu hết các cử tri tại New York nói rằng chính những di dân bất hợp pháp sẽ phá hủy toàn bộ thành phố New York. Đó là cuộc thăm dò của Siena Poll cho biết, một cuộc thăm dò của Siena College Poll cho thấy rằng hầu hết những cử tri ở tại tiểu bang New York đồng ý rằng thị trưởng thành phố New York là ông Eric Adams đã có một cái uh, cuộc đối phó chưa từng có với lại cái uh, tình trạng gọi là di dân bất hợp pháp và có thể sẽ phá hủy toàn bộ cái khu vực này. Trong cuộc pha thăm dò diễn ra và được công bố vào ngày hôm nay thứ ba, 58% đồng ý là với ông thị trưởng của thành phố New York là thành phố này sẽ bị phá hủy hoàn toàn. 32% thì không đồng ý, 3% thì đứng ở giữa, 8% vẫn không biết làm cách nào trả lời. Tổng số là 84% nói rằng cơn khủng hoảng di dân là một vấn đề nghiêm trọng so với 12% nói rằng nó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó thì những người mà thấy là nghiêm trọng bao gồm 81% của Đảng dân chủ, 94% của Đảng Cộng hòa và 82% của những khối cử tri độc lập. Và kết quả diễn ra sau khi mà ông Eric Adam đã đưa ra lời phát biểu trong tháng 9 là trong đó ông nói rằng những di dân bất hợp pháp này sẽ hoàn toàn phá hủy thành phố New York. Đó là lời phát biểu của ông đưa ra chúng ta đã có 10.000 di dân bất hợp pháp mỗi một tháng và bây giờ những người này vẫn tiếp tục trên toàn cầu và tìm cách đã tới thành phố New York và điều này họ tới từ biên giới và những nơi khác đây được xem là một cái cơn khủng hoảng mới của thành phố New York và trong tháng mà ông Adam đưa ra lời tuyên bố trên thì có gần 60.000 di dân bất hợp pháp đã chiếm những cái giường và những cái khu vực gọi là trạm tạm trú ở tại thành phố New York hơn cả 200 cái cơ quan khẩn cấp của của thành phố và giữa tháng 10 trên 130.600 di dân bất hợp pháp đã tới thành phố New York kể từ tháng mùa xuân năm 2022, theo tường trình của tờ New York Times cho biết. Và ông Adam đã lên tiếng và nói rằng cơn khủng hoảng này sẽ khiến cho thành phố chi ra khoảng 12 tỷ Mỹ Kim trong vòng 3 năm. Đây là một cái cơn phá hủy của thành phố New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump lại dẫn đầu trước ông Joe Biden trong tất cả các cuộc thăm dò, đặc biệt là những tiểu bang chiến lược. Mặc dù cái số điểm của ông Trump và ông Joe Biden gần như sát nút nhau 43% khi mà họ có cái cuộc tái đấu vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên thì trên các tiểu bang chiến lược, cựu Tổng thống Trump đã dẫn trước rất xa so với lại ông Joe Cuộc thăm dò này đã được đưa ra bởi Morning Consult cho thấy là ông Trump dẫn đầu ở các tiểu bang gồm có Arizona, Georgia, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Và ông Joe Biden chỉ dẫn đầu duy nhất ở tiểu bang Nevada, nơi mà và có được cái hai cấn cư viên này có một cái mức điểm rất là sát nút ở tại Michigan. Và kết quả này cho thấy là trong cái bản thăm dò này thì ông Trump đã dẫn trước ông Joe Biden khoảng 4 điểm và hầu hết các cử tri của ông Biden 3 năm trước đây 14% cho rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho ông ta nữa, trong khi à, những người bỏ phiếu trong năm 2020, 9% nói rằng sẽ không bỏ phiếu cho ông và một trong những cái lý do chính mà Joe Biden đã bị à, giảm đi số điểm 75% ở các tiểu bang swing state và các cử tri tại đây nói rằng nền kinh tế đã đi sai đường và họ dường như là đã gặp rất rất trở ngại về vấn đề khó khăn tài chính và so với chính quyền của ông Trump trước đây và dưới chính quyền của ông Biden thì họ gặp khó khăn hơn nhiều. Trên tổng cộng là 7 tiểu bang swing tech, 49% cử tri nói rằng cái gọi là Bidenomics là một cái tệ hại cho nền kinh tế và gần như họ nói rằng không có một điều gì tốt. Trong đó thì những người ủng hộ chúng ta tái tranh cử À, rất là ít và chỉ có 56% cho rằng cái chính sách Biden của ông ông, ông à, kinh tế của ông Biden là có tích cực cho quốc gia so với 86% cho rằng chính sách này là hoàn toàn tiêu cực và trong đó à, những cử tri mà chưa có quyết định 2% nói rằng Bidenomics no là tốt cho nền kinh tế với 46% cho rằng tệ hại và 41% nói rằng họ chưa có hề suy nghĩ về vấn đề này trong một cái vấn đề khác ở các tiểu bang swing tech, tức là những tiểu bang chiến lược thì ông Joe Biden đã mất đi 14 điểm và họ nói rằng họ không tin vào ông ta giải quyết nền kinh tế tốt hơn ông Trump ông ông ta chỉ được 35% trong khi đó ông Trump được 49% và trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ông Trump vẫn tiếp tục lãnh đạo và đứng đầu trong tất cả các ứng cử viên vì cựu tổng thống này đã được ủng hộ lên tới 62% trong khi đó Ron DeSantis về nhì và 13%. Các ứng cử viên khác gồm có bà Nikki Haley được 7%, ông Ramaswamy được 6% và cựu Phó tổng thống Mike Pence được 5%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một đối thủ đã rút ra khỏi cuộc đua tổng thống bên phía Đảng Cộng hòa đã quay sang và chính thức endorse cho cựu tổng thống Donald Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì một thương gia và là một triệu phú ở tại tiểu bang Michigan là ông Perry Johnson đã chính thức lên tiếng endorse cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 tiếp theo việc mà ông ngưng lại tất cả chiến dịch tranh cử của ông vào ngày hôm thứ Sáu tuần trước. Sau khi mà tôi ngưng lại chiến dịch tranh cử của tôi trong vai trò gọi là chạy đua vào ghế Tổng thống vào thứ Sáu và nay chỉ có một ứng cử viên mà người mà có thể cung cấp được cái giải pháp cho nền kinh tế quốc gia của chúng ta chính sách đối ngoại, cơn khủng hoảng xã hội và hầu hết quan trọng nhất là có thể đánh bại Joe ở trong lá phiếu. Và người này chính là Donald Trump. Ông Johnson đã viết như trên, dưới thời của Tổng thống Donald Trump trong cái nhiệm kỳ đầu tiên, đất nước chúng ta đã đạt được một cái thỏa ước hòa bình chưa từng có trong lịch sử và không có một cuộc chiến nào mới nên kinh tế đã trỗi dậy mạnh mẽ và chúng ta đã có một cái hướng đi mới tránh xa những cái tình trạng tham nhũng thành lập được một cái vốn đã thành lập bởi những kẻ sống bằng nghề chính trị ông Johnson đã lên tiếng và nói rằng ông ủng hộ cho ông Trump năm 2016 và 2020 và rất hân hạnh để gửi một cái endorsement cho cựu tổng thống Trump năm 2024 và ông nói rằng ông sẽ tìm cách hỗ trợ cho tổng thống Trump trong nỗ lực mà tìm cách đoàn kết tất cả những thành phần khác bảo thủ để đánh bại Joe Biden vào tháng 11 năm 2024. Đây được xem là một trong những đối thủ và bây giờ ông đã rút lui và sau khi rút lui, ông tuyên bố là chính thức endorse cựu tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!